Có view cao chứ sao. Tính ăn ít vậy ta, còn quá trời mình không ăn. Ăn vậy mới bự được chứ. Cá này cỡ cục thực phẩm bằng trái chuối vậy nó ăn cũng được nữa. 5 kg luôn. Con bự là 4 kg mấy, con nhỏ là 3 kg mấy. Có ở chợ chiều bán mấy con cá chép mà mình ăn thịt đó, con 2-3 kg á anh. Mua thả vô ký có 60.000 à. Con cá bự lắm. Thả ở đây đẹp lắm á. Cá chép thường á, cá chép mình ăn thịt á có 60.000 kg à. Màu gì? Màu đen, màu giống như cá đen này nè. Lợt hơn, màu cũng được đúng. Đen. Kéo đó có loại màu vàng mà ta. À, màu đen. Màu giống giống vậy nè. Nó phải đen thui vậy. Con bự thứ 7 thôi. Cái nhánh rầu nó có nhánh. Ừ, nhánh rồi nha. Sao con bền có, bên kia không có ta? Ừ. Phụ má đợt 2 đem 2 con gì cắn 7 đầu phụ. Có cái này không, cái đầu thấy không? Anh em thấy không? Sao nói với nó mà cũng cắn nữa? Tại lạ mà, hai con nó biết dứt cho sao mình không hiểu mà bể cái đầu đó. Cũng chết luôn ai vậy. Làm cho lại đó. Đó, đen đen thấy không? Đó, con nhỏ nè. Đó, con nhỏ làm nè. Này thấy biết gì không? Tại cá dồn dữ quá chứ hiền. Thả cá dồn đẹp lắm, bự á. Cá dồn thả xuống bơi như cá mập vậy. Ờ, bơi giống cá mập. Cũng dữ lắm, tụi nó nhứt cá chép anh à. Con này đi qua đồng với mấy cá chép.